Tiểu sử Chun Jung Mi Ân Chun Jung Mi ung sinh ngày 29 tháng 11 năm 1980 là một diễn viên Hàn Quốc. Tuy không phải là một diễn viên đình đám nhưng Chun Jung Mi Ân cũng rất quen thuộc và được khán giả Việt Nam yêu thích qua các bộ phim như Chị gái, Lọ Lem, Nữ hoàng của đêm, Đờ Đu ầu thời trang thập niên 70 trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Nam diễn viên Chun Jung Myung đã tham gia rất nhiều bộ phim và đã gặt hái được nhiều thành công. Cũng như giải thưởng, một số giải thưởng đáng chú ý của anh như Giải thưởng phê bình phim Busan lần thứ 6, 2005, cho diễn viên nam xuất sắc nhất. Giải thưởng phim rồng xanh lần thứ 26 2005 cho diễn viên nam xuất sắc nhất. Giải thưởng truyền hình của đài SBS năm 2005 cho ngôi sao mới. Giải thưởng nghệ thuật Bếc Sang 2006 cho diễn viên nam xuất sắc nhất phim truyền hình. Giải thưởng ngôi sao được yêu thích nhất tại hai nd Asia Model Festival Award năm 2007. Giải biểu tượng phong cách tại 3 AD Style Icon Award năm 2010. Điện ảnh Queen of the Night 2013. Hai Sai 2011. Hansel and Gretel 2007. Le Formidable. 2006 The Aggresever 2005 Toanty 2004 Den Begin 2003 R U Ready 2002